ngay sau đây, xin mời các quý vị đại biểu, khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý khán giả cùng thưởng thức tiết mục múa Cánh Én Bạn Em. Bây giờ thì Sơn đang gặp một anh chị đang kiểu như là mọi người để biểu diễn trong chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay tại chợ đêm Bắc Hà đấy các bạn. Thì bây giờ thì đây, như các bạn quan sát thấy đây, có một chị người đồng bào rất là xinh. Chị cho em hỏi là chị tên là gì ạ? Chị tên là Vàng Thị Thông ạ. Tên là gì ạ? Chị tên là Vàng Thị Thông ạ. À, chị là người đồng bào gì vậy ạ? Chị là người đồng bào dân tộc Tày ạ. À, người Tày ạ. Hôm nay thì chị đang mặc bộ, đây là bộ trang phục của người đồng bào Tày đúng không? À, lát nữa thì chị có lên sân khấu để biểu diễn chương trình không? Có ạ, chị có lên biểu diễn chương trình. À, thế chương trình chị biểu diễn là chương trình gì vậy ạ? Chương trình chị biểu diễn là dân ca dân vũ. À, ok, các bạn ơi, thì bây giờ thì Sơn sẽ ghi lại một chút hình ảnh nữa đây, xong rồi là lát nữa các chị biểu diễn thì Sơn sẽ quay từ trên cao xuống để cho mọi người xem toàn cảnh của buổi biểu diễn. Khi nào mọi người có dịp thì có thể lên Bản Liên và Bắc Hà và Bản Liên chơi nhá. Đây là tất cả các anh chị ở xã Bản Điền, huyện Bắc Hà các bạn ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì tất cả các anh chị này sẽ biểu diễn các tiết mục văn nghệ của xã Bản Điền trong chương trình văn nghệ để chuẩn bị cho buổi chung kết vào tối ngày thứ bảy, có phải không chị nhỉ? À, đấy, tối ngày thứ bảy thì tất cả các xã nào sẽ được lựa chọn ra thì sẽ tham gia cái buổi chung kết về biểu diễn về các nét văn hóa của người vùng cao ấy, của từng xã một đấy. Thì bây giờ thì Sơn sẽ quay xuống bên dưới. Thank you.
Thank you.
Đang quay hai bạn gái xinh này. Bây giờ đi săn thêm nhá. Gặp du khách nước ngoài, hình như là du khách hôm trước mình gặp trong sân vận động thì phải. Rất là quen các bạn ạ. Một bạn rất là xinh, bây giờ mình sẽ đến để xin phép một chút nhá. Anh chào em nhá. Cho anh ghi hình em một chút nhá. Tại em xinh quá đấy mà. Một bạn gái cực xinh luôn các bạn ạ. Mặc bộ màu hồng nữa. Tuyệt vời. Các bạn ơi, chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay tại chợ đêm Bắc Hà thì đã kết thúc rồi.
thì tất cả những cái hình ảnh mà Sơn đã ghi ở từ trên cao cũng như là từ bên dưới thì trong quá trình video thì chắc là các bạn đã theo dõi hết đúng không? Tất cả những cái tiết mục của người đồng bào họ biểu diễn rất là hay, những cái màn múa rất là đẹp. Và chắc là bây giờ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc video tại đây nhé. Sơn cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi và quan tâm đến Sơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.